Suốt nhiều năm qua, rất nhiều những tin đồn đã xoay quanh việc các tổ chức bí mật và người nổi tiếng đã tham gia vào một phong trào quy mô toàn cầu nhằm kiểm soát và định hình vận mệnh nhân loại. Sự tồn tại của một hội kín được biết đến với tên gọi Illuminati vẫn là một trong những giả thuyết lâu đời nhất vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Hội được đồn đoán là tận hiến cho một sự nghiệp duy nhất, kiểm soát tuyệt đối toàn bộ nhân loại. Trong số các nhân vật bị gán là thành viên của hội kín Illuminati có doanh nhân, diễn viên điện ảnh, ngôi sao nhạc pop Bill Gates, Oprah, các danh ca như Beyoncé, Katy Perry, Madonna khá thích thú với giả thuyết này và họ chưa từng chính thức đưa ra lời phủ nhận tin đồn. Phải chăng liệu có sự thật nào đó được ẩn giấu trong những giả định điên rồ này hay không? Bản chất đích thực của hội Illuminati này ra sao và mục đích thật sự của họ là gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong số khám phá bí ẩn ngay sau đây. Năm 1776, ở Bavaria, các tư tưởng tiến bộ đã đụng độ với sự kiểm soát mạnh mẽ của nhà thờ đối với đời sống thường nhật của người dân. Bên kia bờ đại tây dương, một quốc gia vừa được khai sinh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các tư tưởng này. Thế nhưng, ngay tại Bavaria, giáo sư luật Adam Weishaupt lại gặp khó khăn khi cố gắng xúc tiến những tư tưởng mới mẻ này. Ông quyết định sẽ lan truyền chủ trương hạn chế sức ảnh hưởng của tôn giáo trong xã hội với các thành viên hội kín của mình. Ban đầu, chỉ mỗi 6 đến 9 người bạn thân nhất chịu tham gia hội kín mà Weishaupt đã tạo ra để được lan truyền thứ mà ông tự cho là ý tưởng của thời kỳ khai sáng. Adam Weishaupt đặt cho hội của mình cái tên là Illuminati và truyền thuyết về hội kín nổi tiếng nhất hành tinh bắt đầu từ đó. Tên gọi Illuminati xuất phát từ chữ Illuminatus trong tiếng Latin có nghĩa là được khai sáng. Tên gọi này được lấy cảm hứng từ ý tưởng của một cá nhân tự khai sáng chính vì thông qua tìm hiểu và nắm giữ tri thức và vỡ những sợi dây trói buộc do sự khờ dại của con người thông qua giáo dục và lý trí. Weishaupt đã mô phỏng một số khía cạnh của hội kín của mình dựa trên một hội nhóm khác với đầy đủ các thủ tục như trật tự vai vế, nghi lễ bí mật hay các bí danh của các thành viên trong hội. Triết gia đương đại người Anh Julian Bakini cho biết một đặc điểm của các thành viên Illuminati là họ không tin tưởng bất cứ ai quá 30 tuổi vì hội cho rằng những người này không dễ thay đổi suy nghĩ và quan điểm. Theo thời gian, Illuminati đã phát triển thành một tổ chức nửa đóng nửa mở với thành viên bao gồm các cá nhân giàu có và quyền lực và trải qua các nghi lễ khai mạc phức tạp và bí mật trước khi được làm thành viên chính thức hội. Weishaupt cơ bản đã tạo ra một xã hội song song của mình, trong khi chính bản thân ông cũng tham gia vào các hội kín khác và tuyển thành viên từ hàng ngũ của họ. Ông tự đặt tên cho mình biệt hiệu Spartacus, phỏng theo tên vị anh hùng nổi tiếng của La Mã. Các người bạn của ông vốn cũng là những thành viên sáng lập, sớm trở thành hội đồng cai trị của Illuminati, hay còn được gọi là Areopagus. Một trong những thành viên này, bá tước Jacob Cadiger, cũng là một thành viên có tiếng nói trong các hội kín khác và trở thành người tuyển mộ có ảnh hưởng lớn. Với sự giúp đỡ của Carnegie, Illuminati mở rộng quy mô, tăng sự ảnh hưởng của mình đến khắp mọi nơi. Năm 1784, đã có hơn 600 thành viên, bao gồm các học giả và chính trị gia có ảnh hưởng. Con số này nhanh chóng nhảy vọt. Tại thời kỳ thịnh vượng nhất của mình, Illuminati có tổng cộng 2.500 thành viên. Các biểu tượng có liên hệ với Illuminati bao gồm hình tam giác, ngôi sao năm cánh, con dê, số 666, biểu tượng con mắt trên tờ giấy bạc USD là thứ khiến một số nhà lập quốc của Mỹ, trong đó có Thomas Jefferson, bị đồn đoán là thành viên Illuminati. Sau này, Thomas Jefferson đã trích dẫn lời của Weishaupt như một nguồn cảm hứng cho bài phát biểu của ông. Mặc dù phần lớn các tin đồn là hư cấu, hội kín Illuminati đã thực sự tồn tại. Tuy vậy, ảnh hưởng thực tế của họ lại không hề to lớn hay quan trọng như ta đã nghĩ. Và thật sự thì nhờ vào mạng xã hội cũng như các sản phẩm văn hóa đại chúng mà hội Illuminati đã trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Sự quan tâm đối với Illuminati đã kéo dài đến ngày hôm nay vì một số người tin rằng nhóm vẫn tiếp tục tồn tại bất chấp lệnh cấm xưa cũ. Họ cho rằng hội Illuminati đã tạo ra ảnh hưởng nhất định đến chính trị, công nghiệp, truyền thông và ngành giải trí trên toàn thế giới. Các nhà văn như Augustine Barrow, Nesta Helen Webster, William Gaika, David Ay và Mark Dye tin rằng Illuminati vẫn hoạt động.
Chỉ là lần này, khác với phiên bản nguyên thủy của VyHub, những hội kín mới sẽ phải giữ bí mật để có thể tồn tại lâu dài. Tuy nhiên, mặc dù ý tưởng về một tổ chức bí mật có khả năng thao túng thế giới nghe rất kỳ thú, sự thật là không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy hội kín Illuminati còn tồn tại, cải cách hoặc ẩn thân. Đặc biệt là trong thời đại bùng nổ kỹ thuật số ngày nay. Thời gian ngắn mà họ tồn tại được, ghi chép kỹ lưỡng trong hồ sơ của chính quyền Bavaria lẫn tài liệu của các tổ chức liên quan đến nay vẫn hoạt động, cho thấy không bất kỳ dấu vết nào nêu lên bất kỳ hoạt động gì của hội nhóm kể từ lệnh cấm. Không thể phủ nhận, Internet đã cách mạng hóa việc lan truyền và tầm vươn của các giả thuyết điên rồ, cung cấp nền tảng để những người có cùng quan điểm kết nối và truyền bá niềm tin của họ. Ngày nay, những di sản liên quan đến Illuminati hầu như không còn ở thành phố Ingolstadt xinh đẹp, quê nhà của vị giáo sư Adam VyHub. Trường đại học nơi VyHub từng giảng dạy cũng trở thành điểm đến của nhiều du khách. Tuy nhiên tại đây, bạn sẽ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào gợi nhớ về việc Illuminati từng tồn tại. Không có nhiều người biết về nó, nhưng Illuminati là một phần của lịch sử Ingolstadt, một nhân viên quán cà phê cho biết. Ngày nay, du khách đến Ingolstadt vẫn thường tham gia vào tour đi bộ khám phá về hội kín Illuminati của nhà báo địa phương Michael Kalaner. Đây là cách mà ông Kalaner tin rằng sẽ giúp du khách hiểu hơn về mối liên hệ giữa thành phố và Illuminati. Tôi nghĩ có một cái gì đó ở đây, nhưng là gì thì tôi không biết. Có nhiều lập luận nghi ngờ với các tour du lịch tôi làm. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ muốn chỉ ra cho mọi người thấy được đâu là sự thật và đâu là giả thuyết vô căn cứ, Kalaner cho biết. Vậy còn số phận thực sự của hội kín thì sao? Có lẽ thuyết phục được cả thế giới rằng mình không tồn tại là bước đi tài tình nhất của hội Illuminati. Hoặc có lẽ ta phải chấp nhận sự thật, họ thực sự không còn nữa. Chương trình Khám phá bí ẩn hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.